Dạ vâng, em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Thành Đạt. Đây là địa chỉ của em, 58 Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Nhà Bè. Số điện thoại Zalo là 0383 933 363. Hôm nay em lên cho các bác mấy mẫu đồng hồ song tiện của Đức. Và có mấy chiếc thùng dài này cũng là Junhan, có chiếc Kenji. Thứ nhất có một chiếc Kenji. Thì giá nó bình dân, nó cũng bình bình như đồng hồ Nhật thôi nha các bác nhé. Các bác xem nhớ theo dõi và đăng ký kênh Đồng Hồ Thành Đạt để ủng hộ em. Đầu tiên là em giới thiệu các bác là chiếc mã số 1 Junhan, chiếc mã số 1 sau tiện. Chiếc này chiều cao của nó thì là 63 x 27, rộng 27 phân nhé các bác nhé. Thùng này là thùng gỗ thông Đức. Máy móc thì em đã vệ sinh tra dầu sạch sẽ và em sẽ bảo hành cho các bác là 1 năm. Em bao ship toàn quốc nha các bác nhé. Đây chiếc Junhan. Chiếc này rất nhỏ nhỏ xinh xinh. Chơi ông vòng nhá, ông vòng to các bác nhá. Ba mươi phút thì nó sẽ điểm chuông một lần và đến mấy giờ nó sẽ đánh mấy tiếng. Thùng hình như là thùng gỗ sồi hay là gỗ sồi hay là gỗ thông gì đấy. Gỗ nó rất là chắc chắn. Chiếc Junhan của Đức. Quay cho xem nó đánh chuông. Ba mươi phút nó sẽ điểm chuông một lần và đến mấy giờ nó sẽ đánh mấy tiếng. Chiếc mã số 1 chiều cao là 63 phân và rộng 27 phân. Em bán với giá là 3,3 triệu nhá. Đấy chỉ bằng tiền cái chiếc đồng hồ Nhật thôi nha các bác nhá. Tiếp theo là em giới thiệu chiếc mã số 2. Thì đồng hồ này hôm nay em lên là đa phần là của Junhan hết. Em đã vệ sinh tra dầu sạch sẽ rồi về các bác. Chỉ treo lên là dùng thôi, em sẽ bảo hành cho các bác là 1 năm. Chiếc này thùng gỗ của nó rất là đẹp, rất là long lanh luôn. Chơi công vòng mấy chiếc này là chơi công vòng hết nha các bác nhá. Máy móc đã vệ sinh tra dầu sạch sẽ rồi, rất là chắc chắn. Nhưng đồng hồ của Đức này thì nó rất là chắc chắn. Hai bên hông hai bên hông nó có kính nhìn vào trong nhé. Hai bên hông có kính nhìn thấy máy luôn, nhìn thấy máy, nhìn thấy gồng ở trong luôn. Điện thoại của em thì nó hơi tối, nó hơi mờ. Chuông rất là hay luôn. Chiếc này rất là đẹp nhé. Chiếc này chiều cao mã số 2 Junhan, chiều cao là 75 phân và rộng 33 phân. Mã số 2 giá 3,9 triệu, bao ship cho các bác toàn quốc cho các bác. 30 phút thì nó sẽ điểm chuông một lần. Chuông của nó thì ngân như chuông nhà thờ luôn. Gỗ, thùng gỗ còn chưa xây xước thì còn rất là bóng mới. Sau tiện chiếc này mới. Đấy, chiều cao là 75 phân và rộng 33 phân. Mã số 2, 3,9 triệu. Junhan nhé.
Tiếp theo là chiếc mã số 3. Mấy chiếc này thì chiếc mã số 3 này nó dài hơn mấy chiếc kia, to hơn, cũng của Yunnan. Thùng gỗ còn rất là đẹp. Riêng về thùng gỗ của những cái dòng này thì các bác không phải chê đâu, gỗ thịt rất là đẹp luôn. Chiếc này dài to hơn này. Hai bên hông bên sườn rồi cũng có kính nhìn vào máy bên trong, nhìn thấy máy bên trong luôn. Chơi gông vòng, vòng to nhá, gông vòng to luôn ạ. Chiếc mã số 3, chiều cao là 80 và rộng 40 phân. Chiều cao nó 80 là nó khá cao nhé các bác nhé. Thùng gỗ bên trên này, gỗ rất là dày dặn và chắc chắn. Ba mươi phút nó sẽ điểm chuông một lần và đến mấy giờ nó sẽ đánh mấy tiếng. Chiếc này nó có cả hai múi giờ, múi 24 giờ và múi chiếc la mã. Chiếc này em bán giá là 4,5 triệu nhé các bác nhé. Giá này là em đã bao ship cho các bác rồi đấy, có ship rồi đấy. Tiếp theo là chiếc Yunnan mã số 4. Chiếc này chiếc thùng dài, chiếc này chơi một gông. Thùng là thùng gỗ sồi nhá. Chơi một gông, củ gông chơi một gông. Gần giống củ gông Hoa Thị. Thùng gỗ sồi rất là chắc chắn. Chuông thì miễn chê luôn. Tiếng chuông thì đanh to. Chiếc này máy nó chạy rất là khỏe. Ba mươi phút nó sẽ điểm chuông một lần và đến mấy giờ nó sẽ đánh mấy tiếng. Thùng gỗ sồi nó rất là cứng cáp, rất là chắc chắn, chưa xây xước gì cả. Cái thùng này rất đẹp nhé, thùng này của nó to tương đương với một chiếc VDS thùng dài đấy. Chiếc Yunnan mã số 4, chiều cao là 73 phân và rộng là 30. Giá 3,9 triệu. Máy móc em đã vệ sinh tra dầu sạch sẽ rồi. Bảo hành riêng dòng này, bảo hành cho các bác 1-2 năm về máy móc không vấn đề gì cả. Tiếp theo là chiếc mã số 5, chiếc Kenji. Chiếc này cũng là thùng gỗ sồi. Mã số 5, chiều cao là 77 phân. 77 phân và rộng 34. Thùng gỗ sồi thịt nha, gỗ thịt luôn nha. Thùng này nó to hơn một chiếc VDS thùng dài quá. Chiếc này thì nó chơi chơi gông vòng. Kính rào này, chơi gông vòng này. Chơi gông vòng to này. Gông vòng vòng nó rất là to nhá. Phút nó sẽ điểm chuông một lần.
đánh chuông nó ngân lắm, tiếng này nó ngân như tiếng chuông nhà thờ luôn đấy. Chiếc Kenji mã số 5, chiều cao 77 phân và rộng 34 phân, giá 4 triệu. Chiếc mã số 6 cũng là chiếc cuối. Chiếc Junhan chơi không vòng. Chiếc này thì size nó lớn hơn. Dài 81 và rộng 33. Thùng cũng là thùng gỗ sồi thịt. Thùng của nó rất là nặng, riêng chiếc này của nó mười mấy ký. Hai bên hông nó thì nó có cái mắt kính lồi để nhìn vào trong máy bên trong. Thùng còn rất là đẹp, còn chưa là xây xước gì luôn. Chuồng quá hay luôn các bác. Nếu nhà bác nào mà ở gần đường hay là thích nghe tiếng chuông to thì chơi chiếc này. Chiếc Kenji Junhan này 30 phút nó sẽ điểm chuông một lần. Đến mấy giờ nó sẽ đánh mấy tiếng. Chơi không vòng to, những vòng nó gần bằng cái đầu đũa được các bác. Chiếc Junhan mã số 6, chiều cao là 81 phân và rộng 33 phân. Giá em bán là 4 triệu, bao ship. Đấy, về máy móc thì các bác mua hàng của em các bác biết rồi đấy, là em sẽ bảo hành cho các bác và bao ship cho bác toàn quốc. Các bác có thể đăng ký kênh của em hoặc là gọi điện kết bạn Zalo đến số 0383 933 363. Thì thích xem chiếc nào thì em sẽ quay trực tiếp hoặc quay kỹ cho từng chiếc một. Em xin chào toàn thể các bác, cảm ơn các bác đã xem và mua và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Em chào tạm biệt các bác.